Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Âm Thanh Đồ Đệ Sài Gòn. Nay mình review cái điện thoại iPhone 6S Plus ở năm 2023 này mình còn dùng được chức năng gì anh em ha. Con này đã đợi em khá là lâu rồi. Anh em mình sưu tầm được một con, ngoại hình còn rất là đẹp nha. Màn hình trong vắt luôn. Các vỏ cũng liền lạc màu gold râu ha, rất là đẹp, táo bóng mượt luôn. Tổng quan con điện thoại còn rất là đẹp, sưu tầm cũng ok anh em ha. Các vân tay rồi mọi chức năng đều hoàn hảo hết luôn. Con này đang chạy OS 15.7 nè, mượt mà nha, 15.7.9. Con này phiên bản Mỹ nè, LLA và dung lượng nó là 64GB thì dùng tha hồ luôn rồi. Thì những cái ứng dụng cơ bản vẫn xài ok hết. Mình xài những dụng như là xem TV ha, V360 nè, xem truyền hình, xem bóng đá vân vân, đều hỗ trợ mượt mà luôn anh em. Màn hình Retina cũng rất là đẹp ha. Loa dòng này cũng rất là hay, to. Dòng này pin nó lớn nên cái thời lượng sử dụng mình cũng lâu anh em. Bên này vẫn còn 100% luôn. Bên thì đơn giản anh em thay được nha. Đây, bên thì anh em tình trạng bên là 100%. Đang dùng mà hiệu năng đỉnh luôn. Rồi tiếp tục các ứng dụng ha. Lướt web, cóc cóc vân vân ok hết nha anh em. Chrome. Trình duyệt web rồi hoặc là Facebook, Messenger, Zalo đều ok hết luôn. YouTube để anh em cho con cái xem TV, xem YouTube, nghe nhạc đều ok hết ha. Loa này to lắm này. 100% mật ong nguyên chất giải tỏa cơn khát đầy hứng khởi. Lần này mình có một bộ sản phẩm của nhà đầy Puma thì nên là cùng giới thiệu cho mọi người luôn. Bước đầu tiên thì mình sẽ tự quay phim chuyển máy trước nha. Màn hình to cho nên cái khả năng giải trí nó rất là ok nha anh em. To đẹp. Học tiếng Anh hoặc là nghe nhạc, xem video, xem hình ảnh đều ok hết ha. Mình 15.5.7 thì thao tác không tương tự với 16 chấm hoặc là 17 nha, không khác gì lắm đâu. Các ứng dụng dịch nè, rồi bản đồ, rap vân vân đều dùng tốt hết. Nói chung trong giai đoạn mà năm 2023 này thì 6S Plus dùng máy phụ hoặc chữa cháy cũng quá là ngon luôn. Nghe gọi, nhắn tin rồi e-message vân vân đều ok hết nha, không một cái giới hạn nào hết. Giống như mấy OS cũ như 12 chấm trở lại thì anh em xài YouTube nó hình như nó báo lỗi rồi hay sao, nó báo là còn cập nhật lên hay sao. Còn những cái này thì còn quá ok luôn. Hình ảnh iCloud mình đồng bộ về đều ok hết luôn anh em. Đó, ok hết luôn, mượt mà nha, không mình không thấy sự chậm trễ hoặc là lag hay delay gì đây hết luôn. Tại vì mình cũng không có chơi game, không dùng các ứng dụng nặng nên mình thấy nó cơ bản là đủ dùng nha anh em. Đó. Camera cũng còn rất là tốt nha. Này. Trước sau đều ok hết nha. Đó. Mượt mà. Quay phim cũng khá là nét, trong cái tầm tiền với tầm giá trị của máy thì còn xài cái này là ok lắm rồi. Rồi mình review sơ vậy thôi anh em, FaceTime này nọ nè, chứ còn mình cũng không có chi tiết gì lắm đâu. Đó. Thì bên mình thì có những con máy như vậy, cái sưu tầm, anh em dùng thích đồ cổ thì cứ liên hệ với mình, Zalo ha. Đây là con LG V60, là bên Android nha anh em, cấu hình con này rất là mạnh. Snapdragon 855 hay 845 mình quên rồi, tại vì mình nói bất chợt mình không có nhớ rồi, nhưng mà nó ngang ngửa với lại con Note 10 Plus của Samsung nha. Dùng cái chức năng Facebook, Messenger, Zalo đều ok hết nha anh em. Đó. Con này dùng toàn màn hình được luôn. Đó. Nhúc dưới lên y chang Android, y chang iPhone luôn. Con này bộ nhớ trong tới 128 nha và RAM nó là 6GB, chạy rất là mượt mà. Bên Android thì những con này dùng là máy phụ hoặc là máy chính cũng được luôn anh em. YouTube vẫn coi ok luôn ha. Một số anh em mua những con máy cũ thì quan tâm là YouTube có dùng được không cho con cái học hoặc là nó xem
phim hoạt hình, xem nhạc vân vân ha, thì những con máy thế này là rất đáng để anh em sưu tầm. Ngoài hình đẹp, con này mình đã ốp, có đeo cái ốp cho nó luôn rồi. Rồi bên cạnh đó có mấy con 4S nè. 4S thì mình cũng nhiều làm nhiều video cho anh em coi 4S rồi. 4S mà xài OS 6 chấm thì nó rất là mượt nha. Đó, nó mượt y chang là mấy con đời cao luôn. Đây, 6.1.3 ha. Đây. Và con này dung lượng 16GB. Mình chép nhạc nó test vô nghe cũng rất là ok luôn. Tắt bộ nó không có thấy có sự chậm trễ luôn anh em, rất là nhanh. Đặc biệt là YouTube nha, không thể anh em nào cũng biết sử dụng YouTube trên 4S đâu, rất là khó ha. Anh phải dây red rồi anh em cài YouTube qua một cái phần riêng đó, không quảng cáo và chạy nền luôn anh em nha. Đó, đang chạy nền nè, tắt màn hình luôn đó. Con này mình chưa lau chùi, với lau chùi ra vẫn đẹp vẫn được nha. Đó, khi anh em tắt màn hình khóa đi thì mà hiện lên đã hiện cái lô cái hình ảnh của cái bài nhạc này rất là hay ha. Khi anh em muốn thao tác thì anh em bấm nút home hai lần nè, đó nó hiện lên cái phần tạm ngưng hoặc là qua bài vân vân, rất là tiện lợi, loa chỉnh được để luôn âm lượng nè. Con này vẫn nghe gọi rồi nhắn tin rồi nuôi sim, thậm chí Zalo Facebook vẫn được luôn anh em, rất là hay. Đó, thì một số máy mẫu máy mình đang sưu tầm có như vậy, anh em nào quan tâm thì cứ add Zalo 0965073033 ha, theo dõi hàng mình bán bao gồm laptop, MacBook, điện thoại rồi âm thanh, rồi máy vàng nghe nhạc Onkyo, đèn ông các thương hiệu lớn ha. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại.